Trong căn nhà bừa bộn đổ nát, gió lọt từ phía. Một anh chàng cao to thô lỗ đang thao thao bất tuyệt, tường thuật lại cái chết của vợ mình. Anh không tin rằng một người phụ nữ lực điền như thế lại biến thành một cái xác chỉ vì một lần đi bệnh viện, thậm chí lúc chết còn không ai phát hiện. Phóng viên Yoon Min Cheon nhận thấy sự xảo trá trong mắt đối phương, biết anh ta còn muốn che giấu đành quay người đi ra ngoài không chút do dự. Người kia thấy tia hy vọng kêu oan cuối cùng sắp biến mất, liền vội vàng đuổi theo gào lên một câu. Được rồi, thực ra vợ tôi đến bệnh viện bán trứng. Min Cheon nghe được tin này lập tức nảy hứng thú, sau khi xác nhận nơi mua bán trái phép lập tức lần đến. Không ngờ nơi này canh gác nghiêm ngặt, không hề cho anh ta cơ hội đột nhập. Dù cho Min Cheon có tìm mọi cách, viện mọi lý do, từ đầu đến cuối đối phương chỉ trả lời đúng một câu, nơi riêng tư, cút ra ngoài. Thân là phóng viên với 18 năm kinh nghiệm trong nghề, Min Cheon đương nhiên đánh hơi được mùi khả nghi ở đây. Thế là anh ta ôm cây đợi thỏ trước trung tâm trái phép, yên lặng chờ cá cắn câu. Quả nhiên mọi chuyện không ngoài dự liệu của anh ta, chưa đến 3 tiếng một con xe chở đầy nữ giới đỗ xịch trước cửa. Sau đó tài xế cẩn thận nhìn trước ngó sau, bê một hộp đông lạnh lên xe. Min Cheon vừa quay video lại làm chứng cứ, vừa lái xe bám theo đối phương. Nhìn thấy dòng chữ lớn trên đầu bệnh viện hiếm muộn và chậm phát triển Newman, Min Cheon lập tức quay về đài truyền hình báo cáo với tổ trưởng, chuẩn bị nhổ cỏ tận gốc đường dây buôn bán trứng trái phép này. Nhưng những lời sau đây của tổ trưởng khiến anh ta phải chùn bước. Thì ra bệnh viện này là nhà cung cấp trứng cho cơ quan nghiên cứu của một người có tên Lee Jang Hwam. Ông ta là cha đẻ của ngành nhân bản Hàn Quốc. Không có bằng chứng xác thực đã đành, ngay cả những nhận xét xấu liên quan đến Jang Hwam cũng sẽ gây hậu họa diệt thân. Cùng lúc đó, tại Viện Nghiên cứu Tế bào gốc Đại học Hàn Quốc Hoành Tráng, Lee Jang Hwam đã gọi một thành viên trong nhóm vào gặp, nói rõ rằng ông ta sẽ trợ cấp toàn bộ viện phí cho con gái đang mắc bệnh hiểm nghèo của cô. Người kia không biết phải cảm ơn như thế nào, chỉ biết ghi sâu ân tình này ở trong lòng. Nhưng cô ta không hề biết rằng màn ban ơn này của Jang Hwan chỉ để giữ chân mẹ con cô ta lại. Bởi vì 3 ngày trước, Shim Min Ho, bác sĩ y khoa từng làm việc dưới quyền Lee Jang Hwan đột nhiên từ chức. Dù cho ông ta đã phái người giám sát 24/24 nhưng vẫn không yên tâm. Và vừa hay Shim Min Ho lại là chồng của người phụ nữ này. Sau khi lấy được lòng dân, Jang Hwan ăn mặc chỉnh tề đến hội nghị hỗ trợ ngân hàng tế bào gốc thế giới, được tổ chức bởi những người nổi tiếng từ mọi tầng lớp xã hội. Nếu theo thông lệ của tạp chí khoa học thế giới những năm trước, Jang Hwan với sự hỗ trợ của luận văn chắc chắn sẽ đoạt giải Nobel sinh học. Với cái đà này chẳng mấy chốc mà ông ta bứt lên như diều gặp gió. Vậy nên những người trong giới thượng lưu cũng nhân cơ hội bám lấy cớ này để được thơm lây. Jang Hwan đương nhiên không từ chối một ai, vô cùng lịch sự cúi đầu với mọi người, còn trịnh trọng hứa trước ống kính truyền thông sẽ phát triển kỹ thuật nhân bản tế bào gốc phôi người, giúp 3 đứa trẻ bị ung thư này có thể đứng dậy đi lại bình thường. Rất nhanh trời đã về đêm, Min Ho thấy người theo dõi trước nhà rời đi. Âm thầm ra ngoài và liên lạc với nhà sản xuất báo chí điều tra PDJ của đài truyền hình. Không sai, người này chính là Min Cheon. Min Cheon nghe vậy lập tức chạy đến gặp mặt. Trực giác cho anh ta biết bức tường thành kín, không lọt gió của Jang Hwan, cuối cùng cũng có một khe hở. Min Ho nói với anh ta, chương trình nhân bản tế bào gốc phôi người không hề tồn tại, luận văn học thuật trên tạp chí thế giới đều là ngụy tạo. Từ khi bắt đầu đến giờ, tế bào gốc phôi người chưa hề thành công lần nào. Min Cheon kinh ngạc không nói lên lời, lập tức tìm đến tổ trưởng bàn đối sách. Bởi vì một khi nhúng tay vào điều tra chuyện này sẽ động vào đường dây lớn, nếu PDJ không đồng lòng, chắc chắn không thể làm được. Sau khi xác nhận thân phận người tố cáo, tổ trưởng không dám chậm trễ dẫn theo Min Cheon đến tìm cục trưởng. Chỉ cần quay được vụ này, dù cho gặp chuyện gì, họ cũng nhất quyết sẽ moi ra sự thật bằng được. Đối diện với sự cầu xin thành khẩn của hai người, cục trưởng vô cùng đắn đo. Một bên là cha đẻ của ngành nhân bản khiến người dân Hàn Quốc tự hào. Một bên là quy luật của sự thật mà giới truyền thông đã tuân thủ suốt cuộc đời. Sau một hồi lâu cân nhắc, cục trưởng quyết định chọn vế sau. Nhưng để đảm bảo ổn thỏa, trước khi tìm được chứng cứ quan trọng mọi người phải hoàn toàn giữ bí mật. Được sự đồng ý, Min Cheon lập tức dẫn theo trợ lý Yi Sơn đến nhà Min Ho. Mà không hề hay biết lúc này Min Ho vừa mới từ bệnh viện trở về, tận mắt nhìn thấy vợ con mình bị giám sát 24/24. Vậy nên vì sự an toàn của họ, khi thấy Min Cheon đến lấy tin, anh ta chỉ biết tránh mặt. Bất đắc dĩ, Min Cheon đành phải tìm đến người bạn thân làm trong ngành y, xem có thể giúp được gì cho Min Ho hay không. Nhưng sau khi Min Ho xin nghỉ việc lập tức bị phong sát trong ngành, không có nơi nào dám nhận vào làm. Thấy thế, Min Cheon hỏi anh ta xem có người nào có quyền thế trong ngành này, nhưng không cùng chiến tuyến với Jang Hwan không. Người bạn nghe xong nghĩ ngợi đột nhiên nhớ ra một người. Giáo sư Yu cực kỳ khinh thường Jang Hwan, những phát ngôn của ông về hắn ta vô cùng gay gắt. Jang Hwan tốt nghiệp đại học thú y, có thể tinh thông về động vật nhưng tôi nghĩ ông ta không hiểu về cơ thể người. Và lại điều quan trọng hơn nữa là, dù cho ông ta có nhân bản được phôi tế bào, cũng không thể nói lập tức chữa được ung thư. Trong quá trình này còn gặp rất nhiều chướng ngại rắc rối. Để Min Ho hợp tác hoàn toàn, Min Cheon đặc biệt xin được một vị trí làm việc dưới trướng của giáo sư Yu, giúp anh ta không còn phải sống cuộc sống bị người khác xua đuổi nữa. Min Ho đã hoàn toàn bị thuyết phục trước hành động của Min Cheon.
bởi vì trong bước đường cùng này, Min Cheon là người duy nhất chịu đứng ra giúp anh ta. Thế là sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Min Ho ký đơn ly hôn để tránh vợ con bị liên lụy. Tiếp theo cắt đuôi được người giám sát của Giang Hoan, chạy đến studio của PDJ quay một clip khai ra toàn bộ sự việc Giang Hoan ngụy tạo chứng cứ. Biết chuyện Giang Hoan lấy tế bào phôi giả chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng, đám trẻ con bị ung thư lại càng phải chịu thêm sự đau đớn, Min Cheon quay lại toàn bộ lời khai rồi đưa Min Ho đi. Sau đó toàn bộ tổ sản xuất họp trong đêm, một lòng buộc phải ngăn cản bi kịch xảy ra trong thời gian ngắn nhất. Việc đầu tiên họ phải làm chính là tìm ra chứng cứ. Vì vậy sau khi nhận được thông tin về bệnh nhân thử nghiệm lâm sàng đầu tiên của Giang Hoan, Min Cheon đã vội vàng chạy tới. Chỉ cần DNA của nhân vật chính trong luận văn này khác với DNA được công bố trong luận văn thì lời nói dối của Giang Hoan sẽ tự mình bại lộ. Rất nhanh hai người đã đến nơi, ai ngờ hắn ta sớm đã có sắp xếp. Bất luận là ai đến lấy DNA cũng phải gọi điện thoại thông báo với hắn. May thay Giang Hoan bận công việc nên không tiện nghe máy, cha của đứa bé bị ung thư mới tin Min Cheon là người nhận lệnh Giang Hoan đến lấy DNA. Nhưng dù cho là vậy, trong lúc lấy DNA Giang Hoan đã gọi điện lại. Lúc này hai bên đối chọi gay gắt, đấu trí qua lại. Phải khen một điều, Giang Hoan đúng là không từ thủ đoạn, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác kinh ngạc. Min Cheon và trợ lý Yi Sun vừa về đến đài truyền hình, liền nhận được một trong những tác phẩm của Giang Hoan, phân tích tiểu luận về chú chó nhân bản Dolly. Nhiều bên trong ngành đã chứng nhận rằng việc nhân bản tế bào gốc tồn tại và không có vấn đề gì trong việc nhân bản chó. Cùng lúc đó hắn gọi Mi Hyeon, vợ của Min Ho đến phòng thí nghiệm. Lấy danh nghĩa là để nghiên cứu, cô ý lấy ra tiêu bản tế bào phôi nhân bản thứ 11. Mượn nó để yên lòng Mi Hyeon, mục đích khác là để cô ta khuyên Min Ho bắt anh ta từ bỏ tố cáo. Quả nhiên chiêu này vô cùng hiệu quả, sau khi biết được tế bào nhân bản thực sự có tồn tại. Min Ho vô cùng kinh ngạc, lập tức gọi điện cho tổ trưởng cũ, kết quả đối phương cũng xác nhận lại chuyện này là đúng. Hai cú đả kích cực lớn khiến thế giới quan của Min Ho hoàn toàn sụp đổ. Cùng lúc đó, Min Cheon cũng tìm đến cùng với luận văn về chú chó nhân bản Dolly. Giờ đây Min Ho hoàn toàn rơi vào mông lung, bắt đầu nghi ngờ bản thân. Càng tuyệt vọng hơn là vào thời khắc quan trọng này, Giang Hoan còn tập hợp các tổng biên tập của các hãng truyền thông lớn trong nước. Cố ý tiết lộ chuyện ông ta đã không viết tên Min Ho trong đồng tác giả của luận văn, khiến anh ta có động cơ báo thù nên đã tung tin luận văn là giả. Các giám đốc nghe xong lập tức hiểu ra sự tình. Chỉ sau một đêm, các trang đầu của các báo lớn đều đăng tin Min Ho báo thù cha đẻ của ngành nhân bản Hàn Quốc. Đương nhiên dư luận cũng lập tức bị châm ngòi. Min Ho đứng về phe tố cáo với thế lực mỏng, lập tức trở thành cá trên thớt, bị người dân chỉ trích và chửi bới. Ngay cả những lãnh đạo cấp cao nhất của PDJ cũng tuyên bố sẽ dừng cuộc điều tra. Nhưng Min Cheon làm sao bằng lòng. Anh ta lén lút đến chùa Hansan, nơi ở của chú chó nhân bản Dolly, hy vọng tìm được chút manh mối. Nhưng chủ trì nói với anh ta, Dolly là niềm kiêu hãnh của chùa, không những ngoan ngoãn hiểu chuyện lại còn đoan trang. Nhận ra anh có ý đồ xấu, chủ trì không cho gặp. Min Cheon bất đắc dĩ đành phải rời đi, nhưng chưa đến đường cùng hai người chưa dừng lại, lại chạy vạy khắp nơi xung quanh thị trấn. Cuối cùng cũng tìm được Dolly, nhưng lúc này nó đã khác hoàn toàn so với những gì chủ trì nói. Không những hơi thở yếu ớt, mà đến đi còn không vững. Min Cheon đem nó đến bệnh viện thú y, bác sĩ nói với anh ta tế bào ung thư trên người Dolly đã lan ra đến tủy. Hành động nhân bản tế bào đã khiến bệnh tiến triển nhanh hơn, đề nghị lập tức an tử. Mặt khác, do các phương tiện truyền thông lớn đang chú ý đến việc nhân bản tế bào gốc, Giang Hoan không thể mua trứng từ chợ đen được nữa, đành điều lệnh yêu cầu tất cả nữ giới trong viện tự nguyện hiến trứng. Hành động này đã gây ra rất nhiều nghi ngờ và suy đoán tiêu cực, trong đó bao gồm cả Mi Hyeon. Nhưng Giang Hoan cũng biết tầm quan trọng của Mi Hyeon nên đã thêm một điều kiện nữa vào cuộc phẫu thuật của con gái cô ta. Bảo Mi Hyeon nhận phỏng vấn, hoàn toàn biến Min Ho thành kẻ xấu. Nhưng cô được ăn học cẩn thận cũng đâu phải kẻ ngốc, lập tức gọi điện cho Min Ho chất vấn tại sao anh lại chắc chắn tế bào phôi nhân bản của Giang Hoan là giả. Lúc này Min Ho đành phải kể lại chuyện lúc đó hắn ta đã ép anh ngụy tạo bằng chứng giả. Do không đồng ý dẫn đến việc tổ trưởng Lee do hai ông bị lôi kéo và bị hãm hại. Sau khi biết sự thật, Mi Hyeon nhân lúc không có ai đã đột nhập vào phòng bảo quản tiêu bản trong viện nghiên cứu. Lấy một ống tế bào phôi nhân bản trong thùng thứ 11 đem đến trao cho Min Cheon. Anh ta cũng hiểu rõ tầm quan trọng của hành động này của hai vợ chồng Min Ho, lập tức lệnh cho Yi Sun đi giám nghiệm DNA của tiêu bản. Còn anh ta sẽ bay đến Pittsburgh, Mỹ, tìm đến Lee do hai ông đang ẩn thân, lén lút đặt camera quay lén, ghi lại cảnh do hai ông khai ra vụ Giang Hoan dụ dỗ mình ngụy tạo luận văn. Sau khi Min Cheon quay về Hàn Quốc, lập tức hẹn phỏng vấn Giang Hoan để hỏi cho ra nhẽ. Hắn ta biết Mi Hyeon đã đón con gái đang bị ung thư và biến mất, Lee do hai ông cũng lộ diện, đành phái người hành động bí mật. Sau đó quang minh chính đại đến đối chất với Min Cheon. Chớp mắt đã 3 tiếng trôi qua, đối diện với 18 câu hỏi của Min Cheon, hắn ta đã dùng mọi lời nói dối để che giấu. Nhưng khi anh nhắc đến việc Lee do hai ông nói Giang Hoan không có tế bào phôi nhân bản, 11 tiêu bản trong tay hắn đều là tế bào trứng đã thụ tinh, không hề liên quan đến nhân bản. Chưa đợi Giang Hoan kịp bao biện, Min Cheon liền thừa thắng xông lên.
Nếu như giáo sư không có tật giật mình, có thể đối chiếu DNA tế bào phôi của 11 tiêu bản với trong luận văn. Giang Hoan nghe được vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng dưới sự chứng kiến của mọi người nên vẫn đồng ý đề nghị của Min Cheon. Anh như chút được gánh nặng, thở phào một hơi. Bởi vì Min Cheon sớm đã xác nhận DNA của tế bào phôi nhân bản hoàn toàn khác với trong luận văn. Kết quả này được giám định qua tiêu bản của Mi Hyeon trộm được. Không ngờ chỉ sau một đêm, tin dữ lần lượt kéo đến. Giang Hoan gọi Lee Jo hai ông về nước, ra mặt nêu rõ mình đã bị Min Cheon uy hiếp nên mới bất đắc dĩ khai man. Tin này vừa tung ra, BDJ và cả Min Cheon đang chịu trách nhiệm cũng trở thành tâm điểm tấn công của người dân. Tổng giám đốc cũng bị điều đi nơi khác. Hơn nữa, Giang Hoan còn không ngừng diễn kịch để lấy lòng thương của người dân. Cuộc chiến này, Min Cheon thua không còn gì cứu vãn. Thấy anh ta không còn cơ hội trở mình, Giang Hoan chủ động hạ mình hòa giải. Hy vọng Min Cheon từ bỏ điều tra, hắn có thể cho anh một khoản thù lao lớn. Nhưng lúc này Min Cheon không còn màng gì nữa, chỉ muốn tung video phỏng vấn ra. Để vạch trần tên lừa đảo này, cứu những đứa bé sắp làm thí nghiệm ung thư lâm sàng. Giang Hoan thấy vậy cũng không nhiều lời, chỉ ném lại một câu, mày mà tung ra được, ngày mai ông đây đổi họ theo mày. Thấy Min Cheon đã trở thành tâm điểm tấn công của người dân, hai vợ chồng Min Ho quyết định tiếp tục chiến đấu. Dù cho có phải vào tù cũng muốn vạch mặt tên gian xảo này. Nhưng Min Cheon không muốn hai người mạo hiểm, một người khiếu nại có thể làm đến mức này đã khó khăn lắm rồi. Trong lúc tuyệt vọng, Yi Sơn là trợ lý của Min Cheon đột nhiên nảy ra một kế. Họ sẽ lợi dụng tâm lý hóng dư của cộng đồng mạng, đem hai bức ảnh tế bào phôi của tiêu bản số 11 và tế bào phôi thụ tinh làm thành trò chơi tìm điểm khác biệt. Quả nhiên bài đăng đã viral khắp các trang mạng chỉ sau một đêm. Bởi vì hai bức ảnh nhìn qua hay nhìn kỹ đều không có gì khác biệt, lập trường luận văn của Giang Hoan dường như không đánh mà tự sập. Nhận thấy sự thay đổi đột ngột trong dư luận cả nước, nhà xanh đã trực tiếp ra lệnh cho PDJ ngừng tung hoành để bảo vệ lợi ích quốc gia. Nhưng trước sự khăng khăng gần như điên cuồng của Min Cheon, cấp cao nhà xanh đột nhiên nhượng bộ và cho phép anh tung ra đoạn video phỏng vấn. Với tất cả bằng chứng xuất hiện trên bản tin, sự thật cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng. Bộ phim này được chuyển thể từ câu chuyện có thật về tiến sĩ U Suk Hwang, cha đẻ của ngành nhân bản Hàn Quốc, từng gây chấn động ở Hàn Quốc năm 2006. Các bạn có hứng thú có thể tìm xem bản gốc. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Chị đẹp review phim xin chào và hẹn gặp lại.